cẩn thận mấy cái vụ đó. Mắt nó hơi lên. Tiếp đi. Ngứa đầu. Tí mẹ gãi cho tô đi cái đã rồi mẹ gãi. Ngứa đầu. Ngày mai mẹ gội đầu cho con. Mai đi học về mẹ gội đầu cho mẹ, lấy nước mẹ gội đầu cho. Ăn nước cho con gội đầu. Cẩn thận mấy cái.